Hello, chào các bạn nhá. Chào các bạn, đây là một cái máy uốn sắt cầm tay các bạn nhá. Hôm nay tôi cho các bạn xem một cái video chia sẻ về cái máy uốn sắt cầm tay. Đây là cái hộp của nó các bạn ạ. Cái hộp này thì có một lọ dầu. Đó. Và cái máy nó như thế này. Các bạn thấy không? Đấy. Khi chúng ta cắm điện vào điện 220 các bạn nhá. Đấy. Thì bạn chỉ việc bóp cò thôi là nó uốn được luôn. Công suất của con này là 1050W các bạn ạ. Đó, 1050W. Đó. Đấy, bạn mở được, co lại. Đấy. Bạn nhả ra phát này nó bóp nó chạy lên luôn. Để tôi thử điện cho các bạn xem nhá. Đây. Cái này uốn châu bò phết đấy các bạn ạ. Tôi thử uốn cho các bạn xem nhá. Tôi thử các bạn nhé, thử xem nào. Đấy. Đây bạn bóp vào mặt xả ra. Đó. Cái này nó có thể uốn gấp, nó gấp lên rất là theo tí đó góc của bạn chỉnh thôi các bạn nhé. Các bạn đến cái độ nào các bạn chỉnh thì nó sẽ uốn theo góc độ đó. Nếu bạn bấm nó để lâu một chút thì nó đẩy tiến lên càng xa lên đây thì góc này nó càng bé lại, góc càng bé lại. Đó. Thế khi các bạn xả thì bạn chỉ cần ấn lên thôi là nó tụt cái bít tông lại, nó xả lại. Đó. Thấy không? Nó lên này. Đó. Bạn xả lại này, xả lại này. Bạn xả nhá. Đấy, nó tụt bít tông lại. Đó. Đấy là cách chúng ta sử dụng cái máy này các bạn ạ. Đấy, cách sử dụng dễ như vậy thôi các bạn ạ, không khó đâu. Đó, chúng ta dừng lại. Khi chúng ta xả thì chúng ta chỉ đẩy cái này thôi. Và tụt lại. Đấy. Vâng, rồi chào các bạn nhá. Các bạn có thể xem tham khảo qua cái video này. Các bạn hãy comment ở phía dưới để hỏi đáp gì về cái máy này. Các bạn có thể kết bạn Zalo với tôi các bạn nhé. Chào các bạn.